Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024. Tình hình giá mít Indo ruột đỏ và giá mít Thái ngày hôm nay biến động nhẹ, giá có nhích hơn, tăng hơn so với ngày hôm qua và mong giá mít sẽ được tăng cao hơn nữa. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá mít Indo, mít ruột đỏ, còn chia sẻ về giá sầu riêng, giá ớt và tất cả những loại nông sản khác để cô chú, các anh chị và các bạn có thông tin về giá cả chính xác nhất. Cập nhật tình hình giá mít Thái ngày hôm nay có đà tăng trở lại, giá cũng nhích hơn so với những ngày trước. Giá nhích hơn cũng là tín hiệu vui cho bà con nông dân. Và mít Thái được phân loại như sau: mít nhất 9 kg trở lên, kem nhì 7 kg trở lên, kem 3 4 kg trở lên. Và tình hình giá mít Thái cũng như mít Indo ruột đỏ những ngày hôm nay lên xuống bất thường, biến động từng ngày từng giờ. Và giá cả thực tế hôm nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang có giá như sau: mít kem lớn 19.000 đồng một ký, kem nhì 14.000 đồng một ký, mít kem 3 8.000 đồng một ký và mít chợ ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang với giá 4.000 đồng một ký. Tiếp theo là giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang: kem lớn 20.000 một ký, kem nhì 15.000 đồng một ký, kem 3 9.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang với giá 5.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang lúc nào cũng nhích hơn so với những khu vực khác, bởi Tiền Giang là nơi có nhiều dựa lớn và gần những trục lộ chính, dễ dàng đi nhiều nơi. Chính vì đó khu vực Tiền Giang giá cao hơn. Mít kem lớn 21.000 đồng một ký, kem nhì 16.000 đồng một ký, kem 3 10.000 đồng một ký và mít chợ ở khu vực Tiền Giang với giá 5.000 đồng một ký. Giá mít ở khu vực miền Đông: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu: mít kem lớn 13.000 đồng một ký, kem nhì 9.000 đồng một ký, kem 3 6.000 đồng một ký và mít chợ ở khu vực miền Đông: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu với giá 3.000 đồng một ký. Giá mít hôm nay biến động lên xuống thất thường như vậy, bà con nên cập nhật thường xuyên hơn để theo dõi. Tiếp theo, giá mít ở khu vực Tây Nguyên. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên: mít kem lớn 12.000 đồng một ký, kem nhì 8.000 đồng một ký, mít kem 3 5.000 đồng một ký và mít chợ ở khu vực Tây Nguyên với giá 3.000 đồng một ký. Đây là giá mít Thái chung của từng khu vực, có chênh lệch vài ngàn tùy theo vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn gần những dựa lớn, gần những trung tâm và gần những trục lộ chính, giá cả có cao hơn so với những vườn mít xa trục lộ chính, xa vựa lớn và thương lái ít. Những khu vực gần những chợ lớn, gần những nơi giao thương dễ mua bán dễ dàng hơn, giá mít cũng cao hơn so với những nơi sâu xa hơn. Đó là hình chung của mít Thái hôm nay. Tiếp theo là về giá mít Indo ruột đỏ. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật giá mít Thái, Indo ruột đỏ, sầu riêng và những loại giá nông sản, giải trí miền Tây còn chia sẻ về kỹ thuật trồng trọt, giải trí và những tình hình khác. Cô chú, các anh chị và các bạn hãy vào danh sách trang giải trí miền Tây cập nhật để xem từng mục mà cô chú, các anh chị và các bạn cần tìm. Và đó là những gì mà giải trí miền Tây muốn chia sẻ, cập nhật thường xuyên cho cô chú, các anh chị và các bạn theo dõi. Và tình hình giá mít Thái và giá mít Indo lên xuống bất thường như vậy chưa có diễn biến dừng lại, mong rằng thời gian tới giá mít sẽ ổn định và tăng để cô chú, các anh chị và các bạn trồng mít được yên tâm hơn và tình hình xuất khẩu tốt hơn trong giai đoạn mít Thái giá lên xuống thất thường này.
Và tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú, các anh chị và các bạn tình hình giá mít Indo ruột đỏ. Giá mít Indo ruột đỏ sáng ngày hôm nay tình hình biến động tăng nhẹ. Mong rằng trong thời gian tới, giá mít Indo ruột đỏ sẽ tăng nhiều hơn nữa để bà con nông dân có được thu nhập cao hơn. Giá mít Indo ruột đỏ sáng ngày hôm nay như sau: loại 1 8kg trở lên giá 33 đến 35 ngàn đồng một ký, loại 2 6 đến 8kg giá 23 đến 25 ngàn đồng một ký, mít chợ ở những chợ lớn giá 14 ngàn đồng một ký, mít chợ ở những chợ nhỏ giá 6 ngàn đồng một ký. Giá cũng nhích hơn một ít, đó là tin vui cho bà con. Giá cả cũng có lên xuống thất thường và liên tục. Cô chú, các anh chị và các bạn hãy cập nhật thường xuyên, bởi giá cả lên xuống hàng giờ, hàng ngày. Nhưng giá mít Indo ruột đỏ trên 30.000 đồng một ký cũng là tình hình khả quan cho bà con trồng mít Indo ruột đỏ. Và giải trí miền Tây xin nhắc lại giá mít Indo ruột đỏ sáng ngày hôm nay: mít loại 1 8kg trở lên giá 33 đến 35.000 đồng một ký, mít loại 2 6 đến 8kg giá 23 đến 25.000 đồng một ký, mít chợ ở những chợ lớn giá 14.000 đồng một ký và mít chợ ở những chợ nhỏ giá 6.000 đồng một ký. Đây là giá cả chính thức giải trí miền Tây cập nhật vào sáng ngày hôm nay, sớm nhất vào lúc 8 giờ sáng để cô chú, các anh chị và các bạn tiện theo dõi, có được giá chính xác nhất, nắm được giá cả yên tâm sản xuất. Và cô chú, các anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh Giải trí miền Tây, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn nhận được video sớm nhất của Giải trí miền Tây. Cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Xin chào, bye bye. Đúng rồi, con đi chánh là tôi với anh ba. Kiếm đâu mua 1 lít đề lên chánh bẻ ổi ruby quất luôn anh ba.